Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về hợp đồng thuê nhà. Ở đây, hợp đồng thuê nhà thì dưới 100 triệu một năm, bởi vì tiền thuê nhà là 1 tháng 4 triệu 500 nghìn. Và chúng ta thuê trong vòng 3 tháng, thanh toán ngay bằng tiền mặt, đằng sau hợp đồng có phiếu chi đi kèm. Còn đối với tiền thuê nhà từ 100 triệu một năm trở lên thì ngoài hợp đồng chứng từ thanh toán thì các bạn cần phải có hóa đơn tiền thuê nhà. Đối với tiền thuê nhà thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hạch toán hai bước ở trên phần mềm Excel như sau. Phản ánh về nghiệp vụ nợ tài khoản 242 có 111 thì các bạn vào phần sheet nhập liệu. Tại dòng ngày tháng ghi sổ, các bạn chọn là ngày 1 tháng 1 năm tài chính. Chúng ta làm năm nào thì chúng ta chọn năm đó. Số hiệu, các bạn có thể tự ký hiệu. Ngày chứng từ sẽ là ngày tháng ghi sổ. Diễn giải các bạn ghi là tiền thuê nhà. Tài khoản nợ là nợ cho tài khoản 242. Chúng ta chọn đúng tài khoản 242. Các bạn nhớ là phải tích chọn vào tài khoản chứ chúng ta không được đánh vào. Nếu các bạn đánh vào thì phần mềm sẽ không cập nhật. Và có cho tài khoản 111. Bởi vì ở đây chúng ta chi ngay bằng tiền mặt. Và các bạn chọn tài khoản hạch toán chi tiết là 1111. Số tiền 3 tháng thì tổng số tiền là 13 triệu 500 nghìn. Chúng ta điền số tiền là 13 triệu 500 nghìn vào. Ở đây mã chúng ta không cần chọn. Các bạn có thể để phần mềm tự cập nhật. Bởi vì đây cũng không phải là mã đúng nên không thể lên sổ sách được. Chúng ta giữ nguyên. Và bước thứ hai, các bạn phải vào sheet công cụ dụng cụ, chúng ta insert dòng ra. Thứ ba là tiền thuê nhà. Tên là tiền thuê nhà. Đơn vị tính là tháng. Số lượng là 3 tháng. Ngày ghi tăng là chúng ta ghi tăng từ ngày 1 tháng 1 năm tài chính. Các bạn chọn phòng kế toán. Giá trị là 13 triệu 500 nghìn. Số kỳ phân bổ là 3 tháng. Giá trị phân bổ 1 tháng chúng ta kéo công thức xuống. Và số tháng đã phân bổ là 0. Và tài khoản chi phí là 6423. Công thức tổng cộng này các bạn cộng thêm dòng tiền thuê nhà. Sau đó các bạn kéo thanh cuốn sang bên phải. Chúng ta xóa cột số kỳ phân bổ số kỳ còn lại đi. Khi nào mà tính bảng phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 thì lúc đó tôi sẽ insert thêm một cột phân bổ công cụ tháng 1 vào. Còn hiện tại bây giờ tôi chỉ khai báo nên tôi giữ nguyên số kỳ phân bổ bằng số kỳ còn lại. Khi mà các bạn nhập ở trong sheet nhập liệu ngày 1 tháng 1 năm 2021 tiền thuê nhà thì sang phần sổ quỹ tiền mặt, phần mềm Excel tự cập nhật nghiệp vụ mà chúng ta chi tiền mặt lên trên sổ quỹ tiền mặt cho các bạn. Chúng ta có thể kiểm tra. Các bạn khai báo dữ liệu là năm nào thì chúng ta phải chọn hạch toán đúng năm đó. Thì sang các báo cáo khác các bạn mới xem được sổ sách. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn tiền thuê nhà trên phần mềm Excel.